Hôm nay Phước Yên xin giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh về đêm tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền, được tổ chức tại bến Bình Đông, quận 8 từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2022. Đây là lần tổ chức đầu tiên tại bến Bình Đông, quận 8, từ đoạn cầu số 2 đến ngã ba Nguyễn Văn Của. Hiện Phước Yên đang trên cầu số 2 đường bến Bình Đông, quận 8. Bến Bình Đông, quận 8. Phía trước là ngã ba rẽ vào đường cây sung. Chúng ta đã đến địa điểm tổ chức tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền. Đây là các gian hàng trưng bày và buôn bán trái cây. Và đồng thời có các gian hàng bán các món ăn. Các gian hàng bày bán rất là nhiều loại trái cây.
gian hàng trưng bày, điểm kết thúc là ngay ngã ba đường Nguyễn Văn Của. Tới đây là hết rồi. Bây giờ Phước Yên sẽ quay trở lại để cho quý khán giả và bà con cô bác xem chi tiết hơn từng gian hàng. Buổi tối rất đông vui, quý khán giả và bà con cô bác nếu thuận tiện ghé ủng hộ các loại trái cây cho bà con từ dưới quê trở lên.
đây là cầu số 1. Phước Yên đã giới thiệu toàn cảnh về đêm tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền được tổ chức tại bến Bình Đông, quận 8 đến quý khán giả và bà con cô bác. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên, xin vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.